Bây giờ tôi sẽ đo cái chân E2 này với VX xem là cái điện áp nó có giảm hay không ha, khi mà tôi di chuyển ha. Ở chế độ gantry nó khoảng 3,6-3,7V là chuẩn nè. Bây giờ đẩy cái tấm đo này vào thì cái điện áp nó sẽ giảm từ từ xuống nha. Này. Đó. Nó sẽ giảm một cách mượt mà xuống nha, đẩy từ từ vào. Do đây là cái loại điện áp giảm, thành ra là cái lượng gió vô càng nhiều á thì cái tín hiệu điện áp của nó sẽ càng nhỏ ha. Giảm xuống nè. À, cứng ga luôn nè. Cứng luôn ha, không hết 3V nè. Rồi, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra cái con cảm biến đo gió kiểu cánh trượt ha. Thì ở đây tôi có hai cái con cảm biến nè, là nó là một con là loại điện áp tăng và một con là loại điện áp giảm ha. Thì chúng ta có thể phân biệt cái loại điện áp tăng và loại điện áp giảm là thông qua cái việc chúng ta sẽ đo cái điện trở của chân số 3 và chân số 5 ha. Mình dùng đồng hồ mình đo điện trở nè. Giờ mình khui cái nắp này ra cho nó dễ đi. Ở đây mình sẽ đo điện trở của chân số 3 và chân số 5 ha. Nếu mà điện trở nó mà bằng 0 ohm á, có nghĩa là loại điện áp giảm. Còn nếu mà điện trở của chân số 3 và chân số 5 á là bằng một cái giá trị điện trở nào đó thì nó là loại điện áp tăng ha. Đó, thì bây giờ tôi sẽ đo con này, đo lần lượt từng con thử nha. Rồi, chúng ta sẽ bật đồng hồ đo ohm ha. À, và chúng ta sẽ đo ngay cái chân số 3 và chân số 5 ha. Chúng ta đếm nè. 1 2 3, chân số 3 nè. 4 nè, 5 nè ha. Thì tôi sẽ đo điện trở của hai chân này. Nếu mà nó thông nhau thì có nghĩa là bằng 0 ohm á thì có nghĩa là loại điện áp giảm nha. Còn mà chỉ một cái giá trị điện trở nào đó, ở đây nó chỉ 180 ohm nè. Thì đây là cái loại điện áp tăng nha. Đây là loại điện áp tăng nè. Đó. Bây giờ tôi sẽ đo con bên đây. Chân số 3 nè. Là chân E2 ha. Chân số 5 là chân E2 luôn, hai chân E2. Nó sẽ ra 0 ohm nè. Con này ta đo được 0 ohm ha. Thì ở đây chứng tỏ đây là cái loại điện áp giảm. Thì thật ra thì khi mà khui cái nắp ra như thế này chúng ta có thể quan sát ở đây luôn. Thì chúng ta sẽ thấy là cái chân số 3 và chân số 5 nó không thông nhau nè. Đây chúng ta quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy cái đường mạch in nè. Chân số 3 và chân số 5 nó có cái đường mạch in nó nối nhau nè. Ha, thông nhau. Cho nên là có thể là không cần đo mà chúng ta quan sát chân số 3 và chân số 5 ở đây. Nó sẽ là có đường mạch in thì là loại điện áp giảm nha. Còn cái loại này chúng ta quan sát nè. Chân số 3 và chân số 5. Nó không có cái đường mạch in mà nối liền ha. Mà nó nối lên cái con điện trở ở trên này. Cho nên là đây là loại điện áp tăng. Thì trong thực tế hiện nay á, thì các cái con cảm biến, các cái loại xe mà sử dụng cái đo gió kiểu cánh trượt này nó cũng là rất là hiếm ha. Thì trong hai loại này á, thì chúng ta thì sẽ, nếu có gặp thì chúng ta sẽ thường gặp cái loại điện áp giảm hơn ha. Còn cái loại điện áp tăng này nè, nó chỉ sử dụng là trên những cái đời xe rất là cũ thôi, trong các cái hệ thống LZ-Unit đó, tức là chỉ điều khiển phun xăng ha, không có điều khiển đánh lửa hay là những thứ khác. Còn đây là cái loại mà sử dụng trong các cái hệ thống mà Motronic, tức là điều khiển cả phun xăng, đánh lửa, điều khiển tốc độ cầm chừng và các điều khiển khác ha. Thì loại này thì có thể là bây giờ trên thực tế nó sẽ còn một số ít xe nó sử dụng ha, các cái dòng xe Camry đời cũ chúng ta sẽ thường thấy cái loại này, tức là loại điện áp giảm nha. Thì hai cái loại này thì nếu mà nhìn bề ngoài thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là giống nhau ha. Thì chúng ta chỉ có thể phân biệt bằng cách là chúng ta đo cái mạch điện của nó thôi, bằng cách đo điện trở chân số 3 và chân số 5 ha. Thì chúng ta có thể quan sát kỹ ở đây nè ha. Ở đây là cái giắc điện của nó có 7 chân này ha. Đó, thì trong đó là có 3 dây của cảm biến ha. Của cảm biến đo gió, 2 dây của cảm biến nhiệt độ khí nạp và 2 dây của cái công tắc bơm nhiên liệu ha. Đó, 5 dây. Đây, chúng ta có thể quan sát nè. Khi mà cái ở đây là cái tấm đo nè. Khi mà gió vào động cơ càng nhiều thì cái tấm đo này nó càng đi sâu vào. Và khi nó cánh này trượt này nó trượt như thế thì nó sẽ là làm cái máy quẹt ở đây nó sẽ quét trên cái cung điện trở này ha, và nó làm thay đổi cái giá trị điện áp ga trên cái dây tín hiệu nè. Từ đó mà ECM sẽ biết cái lượng gió vào nhiều hay là ít ha. Phía bên trái này chúng ta sẽ thấy là có cái công tắc để điều khiển cái relay bơm nhiên liệu nữa ha.
đó. Thì khi mà máy vừa nổ á, thì nó sẽ tiếp điểm này, nó vừa đóng, nó sẽ đóng lại ha. Và khi mà máy tắt thì nó sẽ cánh trưởng nó trả về thì nó sẽ làm cái tiếp điểm hở ra ha. Đây chúng ta có thể thấy đây nè, khi mà cánh trượt nó vừa nhích mở thì cái tiếp điểm nó sẽ đóng lại, và gơ le bơm nhiên liệu nó sẽ cấp điện tới cái bơm xăng ha, để điều khiển bơm xăng. Còn hai cái dây màu đen này chính là hai cái dây của cái con cảm biến nhiệt độ khí nạp ha. Nó đây, đây cảm biến đo nhiệt độ khí nạp nè, đó, nó đưa cái dây ra đây, cho nên là tổng của nó là 7 chân ha. Rồi chúng ta quan sát tiếp, ở đây là cái con quýt chỉnh CO nè, hay là cái con quýt mà để chỉnh cái tỷ lệ AF ở chế độ cầm chừng ha. Đường gió qua đến cái bướm ga nè, chỗ này là bắt vào lọc gió nè. Rồi ở đây là mặt sau của nó. Bây giờ tôi sẽ tháo cái mặt sau này ra, tháo các cái con ốc vít này ra để cho các bạn quan sát ở bên trong nó như thế nào nha. Thì đây, sau khi tôi tháo nó ra thì ở trong nó là như thế này. Đây ha, cái nắp che nè. Thì chúng ta sẽ thấy là cái cánh trượt nè. Đây là cái tấm đo nè ha. Và bên đây thì nó sẽ có một cái tấm nữa để mà giảm chấn ha. Để mà giảm chấn. Cái buồng này gọi là cái buồng giảm chấn, để mà khi mà chúng ta gia tốc động cơ á, thì cái cánh đo gió nó ít có bị dao động ha. Bởi cái quán tính của cái cánh đo này ha, là nhờ cái buồng giảm chấn với cái cánh giảm chấn ở đây nè. Ha. Đó. Còn quan sát ở dưới này chúng ta sẽ thấy một cái đường khí phụ nè. Đường khí phụ nè. Đường đi vào của nó nằm đây. Lỗ vào của nó nè ha. Rồi nó chạy qua đây. Đi tắt qua đây. Qua cái lỗ này. Đây là cái đường gọi cái đường bypass á, tức là cái đường khí đi tắt ha. Thì trên cái đường này người ta sẽ bố trí một cái con ốc vít để mà điều chỉnh cái tiết diện của cái đường này. Ta gọi là vít chỉnh CO ha. Vít nó đây. Rồi con vít này thì khi mà mình quặn nó cứng vào á, thì nó sẽ bít cái đường khí phụ lại, thì không khí nó muốn đi vào động cơ thì nó sẽ đi qua bằng cái đường chính này nè. Và lúc đó thì con cảm biến cái tấm đo này nó sẽ phát hiện được ha. Và cái ECM nó sẽ biết được cái lượng khí thay đổi. Còn khi mà chúng ta nới cái con vít này ra thì cái đường khí đi vào cái bướm ga nó sẽ chia qua bên đây một phần ha. Thì khi đó thì cái tấm đo nó sẽ bị trả về một xíu, nó làm thay đổi cái lượng khí nạp báo về ECU động cơ. Mặc dù là cái lượng khí nạp đi vào động cơ lúc này là không đổi, nhưng mà bằng cách mà thay đổi cái vị trí của con ốc vít này mà chúng ta có thể là thay đổi được cái vị trí của cái cánh đo, từ đó mà có thể là thay đổi được cái tỷ lệ khí nhiên liệu ở chế độ không tải nha. Vì khi mà chúng ta điều chỉnh cái con ốc vít này á, thì cái nồng độ khí CO ở trong khí xả nó sẽ thay đổi nha. Cho nên người ta còn gọi đây là cái vít chỉnh CO nha. Thì con ốc vít này là nhà sản xuất người ta đã điều chỉnh sẵn ha. Có một số động cơ người ta chỉnh xong thì người ta sẽ bịt cái nút niêm phong ở đây lại luôn, không cho mình chỉnh nữa. Còn một số động cơ thì đối với những loại này thì khi mình muốn chỉnh thì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì mình phải kết hợp với một cái máy để đo cái nồng độ khí xả, đo cái nồng độ CO trong khí xả, để mà xác định cái vị trí của cái con này khi nào nó phù hợp nha. Còn nếu mà không có thì chúng ta sẽ chỉnh theo kinh nghiệm thôi. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh được cái tỷ lệ khí nhiên liệu ở cái chế độ là động cơ có tải nha, bằng cách là chúng ta sẽ điều chỉnh cái lực đàn hồi của cái lực căng của cái lò xo hồi cái cánh trượt nè. Thì sau một thời gian sử dụng thì có thể là cái lực đàn hồi của lò xo nó sẽ bị thay đổi ha. Thì nếu mà với cùng một cái lượng không khí đi vào động cơ mà chúng ta giảm cái lực căng của lò xo này thì cái van nó sẽ đi vào sâu hơn ha. Còn nếu mà chúng ta tăng cái lực căng của cái lò xo hồi thì cái van trượt nó sẽ mở ra ít hơn. Thì từ đó là chúng ta có thể là thay đổi được cái tỷ lệ khí nhiên liệu khi mà động cơ hoạt động ha. Thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng ở đây nè. Nó sẽ có một cái bánh cốc nè ha, và một cái lò xo để khóa lại nè. Thì chúng ta có thể bẩy này lên và chúng ta có thể là thay đổi được cái lực căng lò xo. Đây là chúng ta để ý cái tiếng kêu nè. Bây giờ tôi sẽ giảm cái lực căng lò xo, chúng ta sẽ thấy là nó cái tiếng gõ, cái tiếng qua đập do cái lò xo hồi về nó yếu lại nè ha. Giờ tôi giảm ra.
Rồi bây giờ là sau khi mà giảm sức căng lò xo á, thì bây giờ là nó yếu xìu luôn nè, và nó rất là không ổn định. Cái này là do tôi giảm cái lực căng nó quá nhiều ha, để mà cho các bạn dễ dễ quan sát thôi, chứ thực ra là trong thực tế không ai mà điều chỉnh cho nó yếu vậy ha, nó rất là yếu luôn nè. Thì khi mà chúng ta giảm cái lực căng lò xo á, thì cái tỷ lệ hòa khí nó sẽ đậm hơn ha, và nó sẽ dư xăng hơn. Tại vì là với cùng một cái lượng không khí đi qua động cơ á, mà nếu mà cái lực cản của cái tấm đo này mà nó nhỏ thì nó sẽ đi sâu vào hơn, thì tương ứng là nó sẽ báo cái điện áp về ECM biết là cái lượng gió nhiều hơn ha. Và ngược lại á, thì nếu mà chúng ta căng cái lò xo lên thì cái hỗn hợp nó sẽ bị nghèo xăng ha. Rồi sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra cái con cảm biến này ha, xem nó còn tốt hay là không tốt. Thì để kiểm tra những cái loại cảm biến này chúng ta có hai cách ha. Một là chúng ta sẽ đo nguội, do đây là cái loại biến trở thành ra chúng ta có thể đo điện trở của nó, thậm chí là chúng ta có thể đo điện trở để xác định cái chân của nó, chân nào là chân nào luôn. Cách thứ hai là chúng ta sẽ cấp điện vào đúng sơ đồ, rồi chúng ta đo cái tín hiệu điện áp ga ha, xem là nó có thay đổi theo đúng cái đặc tuyến của nó hay không. Đó, bây giờ tôi sẽ đo điện trở trước ha. Chân số 1 là chân FC nè, rồi chân số 2 là E1 nè, chân số 3 là E2 nè, chân số 4 là VC, chân số 5 lại là E2, chân số 6 là VS, chân số 7 là THA. Mình sẽ đo điện trở lần lượt là chân VC với E2, rồi là VS với là VC, rồi tiếp theo là VS với E2 ha. Chúng ta sẽ xem giá trị điện trở mà chúng ta kết luận làm xem là nó có còn tốt hay không ha. Thì đầu tiên là tôi sẽ đo là cái chân VC và cái chân E2 ha, là xem cái cung điện trở này nó có liên tục hay không. Đó, thì cái chân VC nè là chân số 4 nè ha. Chân 3, chân 4 hay là chân 5, chân 4 đều được. Thì chúng ta sẽ thấy một cái giá trị điện trở là 280 ohm. Ha, 280 ohm. Và nếu mà hai chân này á, theo lý thuyết thì nó sẽ không phụ thuộc, cái giá trị của nó không phụ thuộc vào cái vị trí của tấm đo. Chúng ta đẩy thử. Ha. VC với E2. Ha, tấm đo có di chuyển thì cái điện trở của nó sẽ không thay đổi nha. Sâu vô. Không thay đổi. Đó là chân VC và E2. Rồi tiếp theo là tôi sẽ đo điện trở của chân VS với lại chân E2 nè ha. Thì tôi biết chắc chắn là cái điện trở của nó sẽ thay đổi theo cái vị trí của tấm đo nha. Thì tại vì nó liên quan tới cái vị trí của con trượt ha. Đó, thì bây giờ là chưa đo nè, ở vị trí là không tải thì chúng ta sẽ được 240 ohm nè. Ở đây là cái loại điện áp giảm ha, cho nên là khi mà chúng ta biết là đo cái chân mà VS nè với E2 nè, thì chúng ta sẽ thấy là cái giá trị điện trở của nó là nó sẽ có xu hướng giảm xuống ha. Nhưng mà trên thực tế thì cái điện trở của nó sẽ không thay đổi một cách tiến tính đâu nha, không phải giảm một cách tiến tính đâu. Tại vì là chúng ta sẽ thấy là cái cung điện trở này ngoài ra thì nó còn có mắc song song với những cái con điện trở bên ngoài nữa nha. Thì những cái con điện trở bên ngoài này nó nằm ở trong cái mạch in ha. Ha. Những con điện trở đó là những con điện trở này nè. Đây là những con điện trở nè, được mắc song song với cái cung điện trở đây. Nha, những cái phần màu đen là những con điện trở nè. Đó. Những con điện trở nè. Điện trở nè. Đó, cho nên là khi mà chúng ta đo cái chân VC với VS và chân E2 với VS, chúng ta thấy là di chuyển mà cái chúng ta thấy là di chuyển tấm đo mà cái điện trở của nó có thay đổi là được ha, và không có chỗ nào bị đứt quãng hết là được. Bây giờ tôi đang đo cái chân là E2 với VS nè, được 240 ohm ha. Bây giờ tôi sẽ tiến hành di chuyển tấm đo sâu vào trong nè. Ta sẽ quan sát nè, đẩy từ từ nha, và chúng ta sẽ quan sát là cái sự mà thay đổi điện trở của nó phải là không có chỗ mà đứt quãng nha. Nó có thể là tăng lên hay là giảm xuống, không có tuyến tính đâu nha, không có tỷ lệ đâu nha. Đó. Đây, đẩy sâu vào. Một cách từ từ nha. Đó, đẩy sâu vào. À, chúng ta thấy là giá trị điện trở nó sẽ thay đổi ha. Thay đổi liên tục nè. Vậy là về cơ bản là mình thấy là nó còn tốt ha. Còn bây giờ đo là chân VS với là chân VC nha. Thì cũng tương tự vậy thôi. Giờ để vị trí không tải 80 ohm nè, bây giờ đẩy sâu không?
Đẩy sâu vô. Nè, có những chỗ tiếp xúc không tốt ha. Có những chỗ nó tiếp xúc không tốt. Chúng ta sẽ thấy là điện trở của nó sẽ thay đổi nè. Có những chỗ nó tiếp xúc không được tốt lắm ha. Ha. Thì có thể là do cái điều kiện tiếp xúc giữa cái chổi quét này và cái cung điện trở này nó không có được tốt những ở những cái chỗ đó. Thì đây là cái nhược điểm chính của cái bộ đo gió kiểu cánh trượt này ha. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra thứ hai. Đó là chúng ta sẽ cấp điện vào và chúng ta sẽ đo cái điện áp phát ra ha. Cách này gọi là cách mô phỏng hoạt động của nó ha. Thì chúng ta sẽ cấp điện vào cái 5V vào chân là E2 và VC nha. Còn cái chân VS thì chúng ta đo cái điện áp ra so với E2. Chúng ta bật vô nè. Tiếp theo chúng ta sẽ nối dây ha. Thì sơ đồ chúng ta biết sẵn, chúng ta sẽ tra trong sách nè. Đây là chân E2 nè. Chân số 3 và chân số 5 là E2. Chúng ta cấp đây chân số 3 nè. À. Rồi chân số 4 á là chân VC nè. Đó. Rồi, để cấp nguồn 5V á thì ở đây tôi sẽ lấy cái nguồn 5V từ cái thiết bị giả lập cảm biến ở đây. Còn nếu mà không có cái chúng ta có thể lấy nguồn 5V từ bất kỳ thiết bị nào khác ha. Nhưng mà ở đây thì tôi sẵn có cái thiết bị giả lập cảm biến thì tôi sẽ lấy cái nguồn 5V đây ha. Cho nó tiện. Thì cái máy này thì có công dụng là chúng ta sẽ giả lập tín hiệu để mà kiểm tra ECM cũng như là các cảm biến hay là các bộ chấp hành xem là nó có còn hoạt động tốt hay không nha. Rồi sau khi cấp nguồn 5V vào thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại xem là nó có đủ nguồn vào cảm biến hay chưa ha. Tôi sẽ đo cái chân số 3, chân số 4 nè, VC với E2. Bây giờ là 4,8V ha. Bây giờ tôi sẽ đo cái chân E2 này với VS xem là cái điện áp nó có giảm hay không ha. Khi mà tôi di chuyển ha, ở chế độ garanti nó khoảng 3,6-3,7V là chuẩn nè. Bây giờ đẩy cái tấm đo này vào thì cái điện áp nó sẽ giảm từ từ xuống nha. Này. Đó. Nó sẽ giảm một cách mượt mà xuống nha. Đẩy từ từ vào. Do đây là cái loại điện áp giảm, thành ra là cái lượng gió vô càng nhiều thì cái tín hiệu điện áp của nó sẽ càng nhỏ ha. Giảm xuống nè. Cứng ra luôn nè. Cứng luôn ha. 0,3V nè. Đó. Bây giờ trả lại nè. Trả lại từ từ. Đó. Tăng lên khoảng 3,6 qua 3,7V. Ok. Đó. Sau khi kiểm tra bằng cách là mô phỏng hoạt động của nó thì tôi thấy rằng là cái cảm biến này còn hoạt động rất là tốt nha. Đó. Điện áp của nó thay đổi rất là mượt. Thì đây là cách kiểm tra ở ngoài mỗi cái con cảm biến đơn lẻ ở ngoài. Chúng ta có thể cấp nguồn kiểm tra hoặc là những cái loại mà kiểu biến trở hay là điện trở, chúng ta có thể đo điện trở ở ngoài. Đó là hai cách kiểm tra cái con cảm biến kiểu đo gió kiểu cánh trượt này ha. Còn nếu mà ở trên động cơ thì chúng ta có thể là vận hành động cơ và chúng ta thử ở trên động cơ luôn nha. Hoặc là chúng ta có thể bật chìa khóa on và chúng ta đo hai cái chân là VS và E2. Rồi chúng ta dùng tay chúng ta đẩy tấm đo này vô tương tự. Ở đây chúng ta cấp nguồn ngoài, còn trên xe thì chúng ta chỉ cần bật chìa khóa on, chúng ta kiểm tra như thế này để chúng ta xem là cái tín hiệu điện áp của nó phát ra có đúng với cái đặc tính của nó hay không nha. Vậy là tôi đã vừa hướng dẫn cho các bạn xong về cái cách kiểm tra cái con cảm biến đo gió kiểu cánh trượt ha, loại điện áp giảm. Thì cái loại điện áp tăng thì chúng ta cũng là dựa vào sơ đồ của nó và chúng ta đo điện trở cũng như là cấp điện và chúng ta có thể đo điện áp ra. Tương tự vậy thôi ha. Nếu mà chúng ta biết được sơ đồ của nó thì chúng ta làm được thôi. Thì cái video hôm nay đến đây là hết ha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại trong những cái video sau.